Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 năm 1960, báo Nhân dân số 2157 đăng bài Cái vòng tròn ốc của Bác, ký bút xanh C.K, nhấn mạnh đến quan điểm của Lenin là phân tích cho đến cùng thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất của trật tự xã hội mới. Chúng ta cần suy nghĩ nhiều về lời dạy đó trong công việc hàng ngày của mình. Trong bài viết Cái vòng tròn ốc, Bác nêu sự việc thử nhớ lại việc làm ăn của một người nông dân bình thường trước đây. Năm này qua năm khác, vẫn con trâu đi trước, cái cày theo sau. Mùa vào, được một số thóc, dành một phần để ăn tiêu một cách thiếu thốn. Còn phần kia chỉ đủ để mua lại chừng ấy thóc giống, chừng ấy phân bón, và cày cấy chừng ấy ruộng theo cách thức như vụ trước. Kết quả sẽ như thế nào? Lại cũng thu về số thóc như mùa vừa qua, rồi cái vòng luẩn quẩn ấy cứ diễn lại. Bác đặt câu hỏi, làm thế nào để có thể chấm dứt cái vòng luẩn quẩn ấy? Và người nêu biện pháp, giả thử người nông dân có cách nào đó, ví dụ sửa đổi cách cày cấy, chăm bón để thu hoạch được nhiều thóc hơn trên mảnh ruộng của mình. Như vậy khi mùa vào, ngoài phần thóc dành cho việc ăn tiêu, anh ta có thể mua nhiều thóc giống, nhiều phân bón hơn vụ trước để sản xuất lại nhiều hơn. Và nếu vụ nào anh cũng làm được như thế, thì cuộc sống của anh ta không còn là một vòng luẩn quẩn nữa, mà sẽ là một vòng chôn ốc đi lên càng mở rộng ra, sản xuất mỗi vụ tăng và đời sống ngày một dồi dào. Bác cho rằng, ngày nay nếu nông dân ta không đi vào con đường hợp tác hóa, thì cũng không thể làm như thế được. Nhưng câu chuyện trên đây cũng có thể giúp chúng ta hiểu rằng, muốn đời sống ngày càng no ấm đầy đủ thì phải không ngừng nâng cao năng suất lao động. Có nâng cao năng suất lao động mới có thể tăng tích lũy để mở rộng sản xuất. Thực hiện lời dạy của Bác trong những năm tháng chiến tranh, ngành nông nghiệp và bà con nông dân đã nỗ lực cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo lương thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, đặc biệt sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới, đến nay, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nông nghiệp phát triển đã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, trong đó một số hàng nông sản xuất khẩu chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới. Việt Nam là nước đi sau nền cách mạng công nghiệp 4.0, là cơ hội quý cho nền nông nghiệp nước nhà nắm bắt các công nghệ mới diễn ra trên khắp thế giới. Để nắm bắt cơ hội này, chất lượng lao động là yếu tố quan trọng nhất để áp dụng được công nghệ nhưng cũng vừa tạo ra những công nghệ của riêng mình. Sự kiện gạo ST25 của Việt Nam được vinh dự trao giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại cuộc thi World's Best Rice do The Rice Chest tại Philippines là sự kiện có ý nghĩa lớn với ngành lúa gạo Việt Nam, khi hạt gạo nước ta đã vượt qua được các giống gạo ngon của Thái Lan, Campuchia để giành giải nhất. Trong những năm qua, nông nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng, phát triển toàn diện và đạt được những thành tựu to lớn. Sản lượng lương thực, thực phẩm tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp đang là xu thế chung của các nước trên thế giới. Hướng đi này không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản, mà còn tiến tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ 4.0. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động cho khu vực nông thôn là yêu cầu cấp thiết.